rửa mặt như mèo, sau sau lắm chẳng được mẹ yêu. Nhưng mà có chị Bi đã yêu tất cả các bé rồi. Chị Bi đã xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lau dọn phòng cho công chúa nha. Nào chúng ta bắt đầu nào. Chỉnh mình bông lại, sắp xếp gói lại, nhặt rác bỏ vào sọt rác nào. Nhanh tay lên. Chị Bi đã hy vọng là qua ngày hôm nay thì các bé sẽ học được cách dọn dẹp nhà phụ ba mẹ nha. Bình này thì chúng ta sẽ đãi lại, và những vết bẩn này thì chúng ta sẽ lau sạch nó đi. Nhanh tay lên nào, bỏ rác vào thùng luôn. Đã sạch sẽ chưa nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục nữa nha. Wow, phòng của công chúa thật là bề bộn quá đi. Móc quần áo vào hết nào, và đặt dụng cụ vào tường trang trí nào. Để cái này vào thùng, và cái này để lên chỗ của nó. Nhặt rác bỏ vào thùng. Chúng ta sẽ nhặt rác bỏ vào thùng. Nhanh lên, sắp xong rồi. Còn lau nhà nữa thôi. Xong rồi, bây giờ nhà cửa đã sạch sẽ thì chúng ta sẽ make up cho nàng công chúa đi chơi nào. Cũng có nhiều kiểu tóc cho chúng ta lựa chọn nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc này cho dễ thương. Và đây là trang phục cho công chúa đi dự tiệc nè. Có rất là nhiều màu và kiểu nha các bé. Chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc đầm này, vừa dễ thương mà vừa trẻ trung lại quyến rũ nữa. Ở đây là hoa tai, có nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn một đôi hoa tai như thế này. Và kế đến là dây chuyền, thì các bé có thể tha hồ mà lựa chọn nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn sợi này. Còn đây là giày, cũng có khá là nhiều màu cho chúng ta lựa chọn. Chị Bí Đỏ sẽ chọn một đôi giày màu hồng như thế này để cùng màu với bộ quần áo mà chúng ta đang mặc luôn. Còn đây là chổi và sọt rác, thì chúng ta có thể chọn cái nào dễ thương thì các bé có thể chọn, hoặc là chúng ta cũng có thể không chọn nha các bé. Còn bây giờ hãy xem nào, tên đen đen thật là sạch sẽ và gọn gàng, công chúa thì dễ thương nữa đúng không các bé. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Các bé có thể nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bé.